Rồi động vật nó không biết thương người nữa. Chó mẹ thuốc chết hai chó con nè, mấy thằng âm binh này nè, nó thuốc hai chó con đứt nữa nè. Kiếm vô đường, vô đường kiếm ăn nè, vô lần này nữa đi con. Tội không, chó không nhắm mắt nè. Nó chết nó cũng nhắm mắt đâu đó, nó mở mắt cho cháu nè đó. Tụi mày thuốc đi rồi tụi mày nhận cái hậu quả nữa, tụi mày chết cũng có nhắm mắt như vậy đó đó. Mày dòm đi tụi mày đi nữa, tụi mày chết với cái cảnh này, mày chết á, mày chết trong tay tao á, tụi mày á cũng có chết nhắm mắt như vậy đâu. Tụi mày thằng má bá ồn này nè, đừng có để lọt vào tay tao nha. Chết cũng được nhắm mắt như vậy đâu nè, mấy thằng cô nghe đó. Bây giờ mới cảnh tượng này đi nha. Rồi mẹ nó nè, nó nằm đó đó, anh em chia sẻ lên gửi đến cho mấy thằng mà thuốc chó nè, muốn vô kiếm ăn nữa cứ vô đây, tao đợi tụi mày. Cảnh tượng nữa, tụi mày chết vậy nè, nằm tụi mày nữa lọt vô tay tao, tụi mày chết cũng nhắm mắt được như vậy đó. Con mẹ tụi mày, để tao dính bắt dính một cái đi, cảnh tượng.